Thưa quý vị, mưa lớn trong hai ngày qua đã khiến vùng sâu La Hường của quận Cẩm Lệ bị ngập úng nặng, khiến nhiều diện tích rau màu bị hư hại. Người dân đang phải tất tả đội mưa để thu hoạch đốt chỗ sâu còn lại, nhằm thu lại một ít vốn trong vụ này. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Thưa quý vị, vùng rau La Hường là một trong những vùng rau Việt Gáp lớn nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nơi đây trong mùa dịch là nơi sản xuất rất nhiều loại rau màu để cung ứng cho thị trường nội địa, góp phần giảm thiểu gánh nặng về nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn thành phố. Thế nhưng vẫn như mọi năm, mưa lớn và gây ngập úng cục bộ đã khiến phần lớn diện tích rau màu tại đây thiệt hại rất nặng nề, khiến bà con vô cùng lo lắng và bất an. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5 nên lượng mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nước sông dâng lên rất nhanh. Đường xá dẫn vào làng sâu bị ngập, các phương tiện không thể vào bên trong được. Bà con phải lội nước để thu hoạch những luống sâu, vớt phát được chừng nào hay chừng đó. Rồi anh giáo được chạy ở lụa anh giáo được chạy anh giáo còn bao nhiêu là nước lúc sâu chưa trời lùm đen rồi. Ở dưới này tháp còn trai nó còn cầu rồi nó có ở đây nó không ta không dám lại không biết đồ. Chủ yếu là bị tầm rau chị ra gì? Ra dày những đồ trồng quá chừng nó chở mưa lúc hết rồi. Mấy bữa nắng thì không lại bữa nay mưa lúc lại rồi hết rồi. Thì con mưa nó rất kéo dài lớn rất dài bây giờ cái đồng bị ngập hết rồi. Hiện bây giờ thì khoảng 3 hecta muống đã bị ngập và gần 2 hecta cải các lụa cũng như dày người dân mới gieo được hơn 15 ngày bây giờ thì cũng nằm tăng cái ngập úng luôn. Chắc lẽ thiệt hại cũng sẽ là con số hơi lớn đối với nông dân trong thời gian điểm này. Ông Hoàng cũng cho biết hiện tại vườn rau sạch có 40 hộ nông dân canh tác trên diện tích 75 hecta. Tuy nhiên vào mùa mưa bão thì chỉ có vài hộ canh tác với diện tích khoảng 5 hecta. Đặc biệt để ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, bà con đã chủ động trồng cây, củ ngắn ngày, thu hoạch kịp thời khi mưa bão bất ngờ ập đến. Năm nay thì bão về kèm theo mưa kéo dài. Nên là tháng 8 thường là qua 20-28 năm kia, người dân bắt đầu mới tin tưởng về cái lụt. Nhưng hôm nay thì cơn bão này nó cũng đột xuất và còn kéo cơn mưa nhiều lắm, nên là lụt nó về sớm. Nên cái lượng rau này phục vụ trong tháng 8 thì hầu như cũng đã hết rồi. Nhìn giờ đến 23-10 thì bà con cũng trời mà nắng rối bà con cũng lầm thôi, cũng lầm. Thì nếu mà trời mà nó ủng hộ thì người con thu hoạch, còn không thì thôi chấp nhận chỉ mất giống. Theo kinh nghiệm của người dân, nếu qua 23 tháng 10 âm lịch mà lượng mưa giảm, mọi người sẽ ươm giống, xuống giống, chuẩn bị sau băng Tết. Đây là vụ mùa lớn nhất trong năm.